Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel One Piece Legend, nơi cập nhật thường xuyên những thông tin về chapter mới. Kèm theo đó là một vài giả thiết vô cùng thú vị trong One Piece. Quay trở lại chủ đề chính trong video hôm nay, full One Piece chapter 1087 đầy đủ những thông tin chi tiết. Và là cuối cùng, những thông tin cơ bản đầu tiên của chapter 1087 cũng đã được xuất bản. Và phần lớn nội dung của chapter này là để nói về trận chiến giữa Gap với những thành viên của bang hải tặc Tứ Hoàng Đạo Đen, trong đó có cả người học trò đầu tiên của mình là cựu Doc Kuzan. Và mới đây, nhà cung cấp thông tin Redon cũng đã có toàn bộ những thông tin chi tiết đầy đủ của chapter. Và cho nên nó khiến tôi ngay lập tức phải làm video này, cập nhật tin tức đến với anh em. Và chapter 1087 này có thể nói là một chapter có tính chất kịch tính nhất trong năm 2023 này, tính đến thời điểm hiện tại. Và nó xứng đáng 10/10. Còn cụ thể như thế nào thì mời các bạn xem hết video này nhé. Tên tiêu đề của chapter 1087 này là Bao Cát Chiến Hạm. Và tên tiêu đề của chapter này là để nói về đoạn hồi tưởng của Gap và Kuzan lúc trẻ khi cả hai cùng nhau luyện tập. Trang bị màu của chapter tuần này là hình ảnh Hỏa Huyền A đang dùng lửa của mình để đun nước nóng tắm cho một con chuột. Dù chỉ là một khung tranh theo yêu cầu của độc giả, tuy nhiên khi có ai đó nhắc về Hỏa Huyền A thì trong tôi vẫn luôn có một cảm giác gì đó buồn và tiếc nuối. Mở đầu chapter là những diễn biến xảy ra tại căn cứ Hải quân G1. Chúng ta thấy Branil đang cho Janko vào full body xem tầng tích về hai chiến hạm khổng lồ. Và Branil đã giải thích rằng đây chính là bao cát chiến hạm mà Gap dùng để tập luyện. Theo đó, thay vì sử dụng bao cát để luyện tập như những người bình thường thì Gap đã sử dụng những chiến hạm khổng lồ để luyện tập những cú đấm của mình. Và với một người có sức mạnh bất thường như Gap thì cách tập luyện cũng không thể nào bình thường được. Để rồi sau đó Branil tiếp tục nói, ngoài ra còn có thêm hai con tàu nữa và nó được sử dụng bởi cựu đô đốc Kuzan. Ngoài ra Gap và Kuzan có một quy tắc đặc biệt, đó là họ sẽ không sử dụng haki hoặc sức mạnh đặc biệt khi đấm những con tàu này. Và với tôi đây là một thông tin cực kỳ thú vị. Chapter tiếp tục chuyển sang cảnh hòn đảo Hai Chiên Nô Sư, căn cứ chính của bang hải tặc Tứ Hoàng Đạo Đen. Lúc này chúng ta thấy Phó Đô đốc Gap vẫn đang chiến đấu với những thành viên của bang hải tặc Tứ Hoàng Đạo Đen. Hiện tại chúng ta thấy Gap đã ném Sanjangood xuống biển và chúng ta không thấy cảnh Gap làm điều đó với Sanjangood ở chapter này, mà chỉ biết rằng hiện tại bang hải tặc Tứ Hoàng Đạo Đen đang cố gắng giúp Sanjangood đứng dậy vì hắn sắp chết đuối bởi tên này có sở hữu năng lực trái quỷ, và đó chính là trái quỷ Dekadekanomi. Để rồi sau đó chúng ta thấy Vasco Sot phun lửa vào Gap bằng đòn tấn công mang tên lò lửa từ năng lực trái quỷ Gabu Gabu của mình, và Gabu trong tiếng Nhật có nghĩa là rượu. Tuy nhiên Gap đã chặn đứng đòn tấn công này bằng cách dùng đám lính của bang hải tặc Đạo Đen mà ông đã đánh bại trước đó làm bi đỡ. Sau đó ông ném toàn bộ đám lính bị cháy này ra xung quanh khiến thị trấn Hai Chiên Nô Sư bị cháy, và Gap gọi đó là chiêu thức quả cào lửa cướp biển. Lúc này chapter chỉ sát cảnh con tàu chở những thành viên của đội đặc nhiệm hải quân ngầm đã ra khơi, và trên con tàu này còn có những nô lệ và người dân được giải cứu. Và hiện tại chỉ có Gap, Kobe và Grodd đang tự mình chiến đấu với toàn bộ những hải tặc trên hòn đảo Hai Chiên Nô Sư. Và Bading Grodd đã hỏi Gap điều gì đó nhưng có vẻ Gap đã không nghe thấy điều này. Và theo tôi dù đây chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng nó cũng đã cho chúng ta thấy được Gap thật sự đã già. Và Bading Grodd đã hỏi Gap như sau: Gap san, liệu tôi cũng sẽ là tương lai của hải quân chứ? Đúng lúc này thì cựu đó Kuzan cũng đã đứng dậy sau đòn tấn công của Gap ở chapter 1081 trước đó. Và Gap đã nói với Kobe và Bringrod rằng hãy rời khỏi hòn đảo này ngay lập tức, bởi ông sẽ tự mình căn hết tất cả những hải tặc trên hòn đảo Hai Chiên Nô Sư này. Và bạn thấy có điều gì thú vị nữa không? Giống như vua hải tặc Roger, Gap sẽ không bao giờ để cho đồng đội của mình gặp nguy hiểm, kể cả đối thủ có là ai đi chăng nữa. Và Luffy cũng như vậy. Đúng lúc này thì Kobe nhìn thấy một người phụ nữ đang bị hải tặc tấn công. Khi Kobe đang cố gắng giúp người phụ nữ này thì Kobe đã phát hiện ra mình đã bị lừa, bởi người phụ nữ này là một hải tặc. Bất chợt Shiryu Mua, đội trưởng No2 bằng hải tặc Tứ Hoàng Đạo Đen xuất hiện trong hình dạng vô hình của mình và định đâm Kobe. Nhưng Gap đã đỡ đòn tấn công này thay cho Kobe, và lưỡi kiếm của Shiryu Mua đã đâm xuyên qua cơ thể của Gap. Và hình ảnh này là tương tự như cảnh Tứ Hoàng Đạo Trắng bị Squad đâm trúng vào cơ thể trong trận chiến thượng đỉnh Manifest 2 năm trước, sau khi bị Akainu kích động. Sau khi bị đâm, Gap tóm lấy Shiryu Mua và ném xuống đất. Shiryu Mua bị thương nặng nhưng hắn vẫn kịp nở một nụ cười nham hiểm. Thấy vậy Kobe liền nói trong nước mắt: xin lỗi Gap. Nhưng Gap đã rõ ràng ngay từ đầu mục đích của Shiryu Mua chính là mình và Kobe chỉ là mồi nhử. Và tôi muốn nói một chút về chi tiết này. Theo đó tôi cho rằng bằng haki quan sát của mình, Gap đã nhìn thấy được cảnh này. Nhưng nếu Gap không che chắn cho Kobe thì Shiryu Mua thật sự đã đâm trúng Kobe, và Gap không hề muốn điều đó. Bởi với Gap thì Kobe chính là tương lai của hải quân. Và cũng thông qua chi tiết này, chúng ta cũng đã thấy được sự nguy hiểm của bằng hải tặc Tứ Hoàng Đạo Đen, đặc biệt là Shiryu Mua, đội trưởng đội 2 bằng hải tặc Tứ Hoàng Đạo Đen. Và tôi cho rằng trong bằng hải tặc Đạo Đen, Shiryu Mua là kẻ có sức mạnh chỉ xếp sau Tứ Hoàng Đạo Đen. Bởi không phải ngẫu nhiên mà tác giả Oda cho Shiryu Mua xuất hiện trong trang bị màu của chapter 1031 với những người có sức mạnh đứng thứ hai trong mỗi bang hải tặc, ví dụ như Ben Redman, Phượng Hoàng Marco và Zoro. Ngoài ra sau chi tiết này, nó đã khiến tôi tự đặt ra cho mình một câu hỏi: liệu Kobe sau những ngày tháng tập luyện cùng với Gap thì sức mạnh hiện tại của Kobe là như thế nào đây? Có thể chiến đấu với một trong số những đội trưởng của bang hải tặc Tứ Hoàng Đạo Đen đang có mặt tại hòn đảo Hai Chiên Nô Sư hay không? Và liệu việc Gap bị đâm trúng có phải là chất xúc tác để Kobe bộc lộ sức mạnh của mình hay không? Và với tôi, nếu như Luffy là người kế thừa ý chí của vua hải tặc Roger thì Kobe chính là người kế thừa ý chí công lý hải quân của Gap. Nhưng đó là câu chuyện của những chapter tiếp theo.
Còn hiện tại, sau khi lãnh nhát chém của Chirua Mưa, thì Gap đã bị trúng sốc. Và cho nên, toàn bộ những thành viên của băng hành tặc Rau Đen bắt đầu tấn công Gap bởi số tiền thưởng của ông. Theo đó, tổ chức khủng bố Grogui đã đưa ra mức tiền truy nã của Gap là 3 vương miện, tương đương với 3 tỷ Berry, và đó là mức truy nã của một đô đốc hải quân. Và cũng thông qua chi tiết này, tôi cho rằng Oda cũng đã ngầm xác nhận việc Gap có sức mạnh hơn một đô đốc hải quân. Và nếu Gap được tổ chức khủng bố Grogui truy nã với 3 tỷ Berry, thì liệu tiền truy nã của cựu tướng sư đô đốc Senoku sẽ là bao nhiêu đây? Thật sự tò mò. Quay trở lại với chapter, chúng ta đến với đoạn hồi tưởng của Gap và Kuzan lúc trẻ. Lúc này là khoảng thời gian Kuzan gặp Gap. Chúng ta không xác định được thời gian là khi nào, nhưng chỉ biết rằng lúc đó Gap trông rất trẻ. Và nó là khoảng thời gian rất lâu trước khi vua hải tặc Roger bị xử tử. Thậm chí tôi cho rằng đây là khoảng thời gian sau khi băng hải tặc Rock bị đánh bại. Lúc này chúng ta thấy Kuzan còn rất trẻ và muốn xin được làm đệ tử của Gap. Nhưng Gap đã nói với Kuzan rằng hãy đi tập luyện với những người lính hải quân. Nhưng Kuzan đã từ chối và cố gắng bắt chước Gap bằng cách đấm vào những chiến hạm khổng lồ giống ông. Để rồi sau đó nhiều ngày trôi qua, những cú đấm của Kuzan ngày càng trở nên mạnh hơn, cho đến khi âm thanh trong những cú đấm của Kuzan là lớn như Gap. Và trong khoảng thời gian này, Gap ngày càng thân thiết với Kuzan. Thậm chí Gap còn kể cho Kuzan nghe về cái gia đình của mình khi họ đang ngồi ăn uống với nhau. Chúng ta thấy Gap nói: chết tiệt, con trai của ta đã trở thành một nhà cách mạng, và cháu trai của ta thì nói rằng nó sẽ trở thành một hải tặc. Nó cứ nghĩ rằng ta sẽ để cho nó làm như vậy chắc. Và Kuzan tỏ vẻ vô cùng khó chịu với Gap. Kuzan nói: chuyện của nhà ông kể tôi nghe chi vậy? Chắp tay qua trái đại thời điểm hiện tại, Kuzan bao phủ trên tay mình bằng một chiêu thức mang tên găng tay băng. Sau đó chúng ta thấy Kuzan và Gap đấm vào mặt nhau bằng những cú đấm có mọc Haki, cùng với đó là những tia sắc đen đặc trưng của Haki. Để rồi sau đó cả hai bị văng ra xa. Đúng lúc này thì Alvaro Pizarro với năng lực trác quỷ Shimashima no Mi của mình đã tạo ra hai cái tay khổng lồ từ hòn đảo và chuẩn bị nghiền nát con tàu của Gap. Để đầu cuối chapter, chúng ta thấy Gap nằm trên mặt đất và chảy máu. Và chúng ta không biết chuyện gì xảy ra với Kuzan, chỉ biết rằng Gap đã nói với Kubi như sau: đừng sợ, chính nghĩa sẽ luôn chiến thắng. Và đó cũng là cái cách mà chapter 1087 kết thúc. Và một lần nữa, thông qua chi tiết này, nó khiến tôi thật sự lo lắng cho Gap, âm nợ của Luffy. Bởi mới đây trong sự kiện như Vesta năm nay, Oda cũng đã đưa ra thông điệp của mình như sau: năm sau trên manga sẽ là cuộc đụng độ giữa người đó và kẻ đó. Và Oda cũng đã đặt tên cho trận chiến này là đại hỗn chiến. Tôi hy vọng sẽ không có ai phải chết. Điều này có nghĩa sẽ có một trận chiến xảy ra giữa hai nhân vật tầm cỡ trong One Piece. Đã có rất nhiều người dự đoán rằng đó chính là trận chiến giữa Sam Tóc Đỏ và Tứ Hoàng Rau Đen. Nhưng với những thông tin ở chapter 1087 mới nhất này thì gần như chắc chắn người đó và kẻ đó chính là cựu đốc Kuzan và phó đốc Gap, ông nội của Luffy. Và cũng giống như Oda, tôi hy vọng sẽ không có ai phải chết, giống như những gì Oda đã nói trong sự kiện với ta năm nay. Tuy nhiên với Oda thì không có gì là chắc chắn, bởi đối thủ hiện tại của Gap là những thành viên của băng hải tặc Tứ Hoàng Rau Đen. Mặc dù không thích, nhưng chúng ta không thể nào phủ nhận sức mạnh hiện tại của băng hải tặc Tứ Hoàng Rau Đen. Thông tin cuối cùng cũng là thông tin quan trọng nhất, tuần sau tiếp tục có chapter mới. Trên đây là toàn bộ những thông tin chi tiết và đầy đủ của One Piece chapter 1087. Và toàn bộ nội dung của chapter này đã để nói về trận chiến giữa Rock Cap với những thành viên của băng hải tặc Tứ Hoàng Rau Đen, trong đó có cả người học trò đầu tiên của mình là cựu đốc Kuzan. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.